Vũ trụ bao la luôn có thể gửi gắm những ước nguyện tốt đẹp của con người, nhưng cũng có những mối nguy hiểm trong không gian sâu thẳm. Chỉ một thiên thạch nhỏ bé cũng có thể giáng mạnh xuống trái đất dưới tác động gia tốc của trọng lực xuyên qua cửa kính ô tô của nhà Lera. Nhưng cảnh tượng kỳ lạ này không hề khiến mọi người chú ý đến. Con trai nhỏ Ego sún răng trong mắt bố mẹ rõ ràng quan trọng hơn so với Lera, người chẳng chút hòa hợp với người nhà. Lera khó chịu nhìn tất cả rồi đeo tai nghe và kéo mũ thấp xuống, chỉ mong bản thân mau về đến trường, dù sao thì cũng sắp đến trận thi đấu của cô rồi. Song song với thông tin về trận đấu của Lera, radio trên xe còn nhắc đến cơn mưa sao băng. Mặc dù bản thân nói rằng cơn mưa sao băng này không có gì nguy hiểm, nhưng bố dượng của Lera vẫn cảm giảm vài câu. Ông còn chưa kịp lo về vị khách bên ngoài, thái độ lạnh lùng của Lera đã lại dội cho ông một chậu nước lạnh. Hôm nay là sinh nhật của cậu em Ego nhưng lại không phải ngày vui của Lera. Khuôn viên trường học tràn đầy sức sống, không hề có chút lo sợ nào về cơn mưa sao băng. Anh chàng Misha vẫn luôn thích thầm Lera đã trầu trực từ sớm cạnh sân đấu. Lera không chỉ có tính cách tự cô lập bản thân mà gu ăn mặc cũng quái gở. Đối thủ đã chờ mòn dép ở một bên còn châm chọc Lera là một người Ả Rập sợ lạnh không băng. Nhưng Lera không hề bị ảnh hưởng bởi lời nói rác rưởi của đối thủ. Phát súng vang lên, các cô gái khỏe mạnh như ngựa đứt cương lao ra khỏi vạch xuất phát. Misha liền cuồng gào lên cổ vũ ở cạnh sân đấu, sợ Lera yêu quý không nghe thấy. Có lẽ cảm nhận được sự ủng hộ của Misha bất chấp việc đối thủ xào quyệt liên tục gây khó dễ, Lera vẫn phản đòn ngược lại. Camera lặng lẽ làm chứng cho thời khắc đầy kích động. Vạch đích đã ở ngay trước mắt, Misha phấn khích đến mức quên hết mọi thứ, lao thẳng đến trước vạch đích, giơ cao cây pháo khói của mình để chúc mừng Lera giành được quán quân. Nhưng không biết thế nào mà Lera nhìn thấy ánh lửa lại bị dọa cho vô cùng sợ hãi ngã xuống nền đất. Cho đến lúc Lera ngồi trong bữa tiệc sinh nhật của em trai, cô cũng chưa hết kinh sợ. Bố dượng rõ ràng là cực kỳ vui, không chỉ bởi hôm nay là sinh nhật của Ego, mà vì đứa con thứ hai của ông và vợ yêu cũng sắp ra đời rồi. Trong lúc mọi người hào hứng hát bài chúc mừng sinh nhật, Lera vừa tham gia trận thi đấu không ai quan tâm, thầm nghĩ đây thực sự là gia đình của mình sao? Thắc mắc trong lòng Lera chưa từng được giải đáp. Lúc này nến phụt trên bánh sinh nhật được thắp lên, Lera không chịu nổi ánh lửa, vội vàng chạy trốn bỏ lại bố dượng lung tung đứng đó. Người mẹ đã hoàn toàn hòa nhập với gia đình mới đuổi theo Lera hỏi cô tại sao lại tự dưng bỏ đi. Bà không hề tới để quan tâm con gái, bà chỉ mong Lera quái gở có thể cố gắng bình thường trong bữa tiệc sinh nhật của em trai. Nhưng trong mắt Lera, Ego cùng mẹ khác bố không phải em trai của cô. Bất mãn trong lòng Lera lại lần nữa bùng lên, ngay cả camera luôn theo dõi cô cũng bị ảnh hưởng. Người luôn chú ý cảnh trong camera không phải ai khác mà chính là người bố Valeria ở xa tận trời cao của Lera. Bố cô là một phi hành gia tận tâm với nghề. Ngoài việc sử dụng nguồn tín hiệu của chính phủ để xem tình hình con gái mình, trong công việc khác ông đều làm rất tốt. Trạm vũ trụ Mira mà ông làm việc cũng hoạt động rất thông minh, giọng nói hệ thống tích hợp có thể nói chuyện trực tiếp với các phi hành gia. Có điều mặc dù Mira sở hữu công năng mạnh mẽ có thể giúp Valeria tìm kiếm con gái trong biển người đông đúc, nhưng vì là AI nên nó nói tiếng Anh không lưu loát lắm. Valeria thường cười nhạo Mira rằng không biết dùng câu nghi vấn. Nhưng dù trông ung dung như không có gì, song thật ra ông đã chiến đấu trong ngành hàng không vũ trụ được 6 năm. Mọi người đã biết Valeria tự ý dùng tín hiệu của trạm vũ trụ từ lâu nhưng họ đều hiểu là Valeria thân thiết với con gái, nên Antonov cũng không để lộ cho chỉ huy trưởng Alexei biết. Nhưng ông ấy thật sự mong là Valeria có thể tém tém lại, lấy công cụ công làm việc tư là vi phạm quy định. Cho dù Valeria không để tâm đến tai mắt trong trạm vũ trụ thì cũng nên suy nghĩ cho các chiến hữu chứ. Công việc trong trạm vũ trụ thật sự cần đặt tâm vào, quỹ đạo của mưa sao băng trên màn hình điều khiển còn khó nắm bắt hơn dữ liệu của mọi người rất nhiều. Alex sẽ vội vàng trao đổi thông tin với trạm vũ trụ. Trên thực tế, theo công nghệ quan sát hiện có thật sự rất khó để mô phỏng chính xác quá trình phân mảnh của tiểu hành tinh mục tiêu. Mặc dù theo kết quả tính toán hiện tại, mưa sao băng sẽ chỉ đi ngang qua trái đất, nhưng đồng nghiệp của Valeria nói thẳng luôn, nếu tính toán sai lầm thì một số thiên thạch bị phân mảnh có khả năng rơi xuống vành đai Thái Bình Dương, bao gồm cả khu vực ven biển nơi gia đình Lera sinh sống. Xác suất tình huống này xảy ra rất nhỏ, nhưng vẫn nên nhắc nhở người dưới đó mới phải. Nhưng chỉ huy mặt đất Alexei lại tức giận phản bác lại ý kiến của nhân viên trạm vũ trụ. Một cuộc di tản quy mô lớn như vậy không phải là trò trẻ con, ông ta không nghĩ rằng xác suất nhỏ như vậy lại đáng để chính phủ đánh động người dân. Antonov và Valeria đối mặt nhìn nhau, hai người đều thầm có vài phần dự cảm không lành. Sao băng với vết đuôi xuất hiện đúng như dự báo bay ngang bầu trời, cảnh tượng xinh đẹp này cũng dần an ủi trái tim Lera. Misha giả vờ đi qua lại sát gần bên cạnh cô, cậu đã thành công chọc cười Lera bằng cánh tay cơ khí của mình. Misha lanh trí không bỏ sót bất cứ thời khắc nào được ở chung với Lera, cậu dẫn cô tới sân thượng tòa nhà Arapova. Trên độ cao này có thể nhìn ra toàn cảnh thành phố, về sao băng tuyệt đẹp xẹt qua trên bầu trời đêm. Misha quay sang hỏi Lera vẫn luôn ủ rột, cậu có từng nghĩ đến việc thế giới này sẽ bị hủy diệt chưa?
Nhưng Lyra đang nhìn về những ngôi sao phía xa lại lập tức phủ nhận. Tín hiệu radio ban sáng đã nói là không sao rồi mà. Lyra về nhà rất muộn nhưng tâm trạng vừa mới bình ổn lại của cô lại bị cậu em trai tự tiện vào phòng mình mà làm cho phát cáu lên. May mà Ego không có tâm tư gì xấu xa, chỉ vì chị gái hôm nay đi nhanh quá nên cậu đã cố ý để dành một phần kem bánh sinh nhật cho cô. Ego không chỉ là một cậu bé hiền lành hiểu chuyện mà còn là một cậu nhóc con đam mê thiên văn. Cậu vẫn luôn tin vào khoa học, không cho rằng việc ước nguyện với sao băng có tác dụng gì. Cậu chỉ muốn tìm một nơi tránh xa ô nhiễm ánh sáng để quan sát rõ sao băng. Nghe đến đây, Lyra đột nhiên nhớ tới tòa nhà Arapova mà mình đã đứng ngắm cảnh cả tối nay. Tòa nhà vẫn chưa xây dựng xong có thể tự do ra vào. Hơn nữa năm xưa bố đã để lại cho cô chiếc kính viễn vọng. Chắc chắn ngày mai Ego có thể ngắm được sao băng một cách rõ ràng. Sau khi đã giúp Ego phấn khích bình tĩnh lại, Lyra chuẩn bị đi ngủ thì lại chợt thấy cảm xúc đi xuống. Cả người cô phủ đầy vết sẹo do từng bị bỏng lửa. Lyra không phải người Ả Rập sợ nóng, chẳng qua cô có một khoảng ký ức không muốn nhắc tới mà thôi. Trong một sự cố thang máy hồi nhỏ, Lyra không may bị bỏng khi mắc kẹt trong thang máy. Mặc dù bố cô đã tới kịp nhưng mãi không mở được cánh cửa thang máy ngăn cách hai bố con. Valeria bất lực chỉ có thể hát bài hát quen thuộc cho con gái. Lúc này Valeria ở ngoài ngân hàng cũng đang nhớ con gái. Đoạn video này là thứ duy nhất có thể an ủi linh hồn ông trong công việc áp lực. Đến cả Mira cũng nhận ra là mỗi khi xem video này, Valeria đều sẽ thả lỏng cơ thể. Song thời gian thư giãn lúc nào cũng rất hiếm có được. Các phi hành gia cũng vẫn phải liên tục theo dõi quỹ đạo của thiên thạch. Ngay khi mọi người tưởng là tiểu hành tinh sẽ đi qua trái đất theo dự đoán, thì đột nhiên lại phát hiện một nhóm thiên thạch nhỏ khác. Tình hình này xem ra mưa sao băng sẽ không chỉ bao phủ bờ biển Thái Bình Dương, mà ngay cả trạm vũ trụ này cũng sẽ bị phá hủy. Antonov dự cảm chuyện chẳng lành, lập tức tắt mic của chỉ huy trưởng thiếu quyết đoán. Ông ấy lệnh cho các đồng đội khởi động kế hoạch thoát hiểm và bảo Valeria dùng thiết bị của trạm vũ trụ liên lạc với con gái. Thời gian của bọn họ không có nhiều nữa rồi. Valeria vừa mới liên lạc được với Lyra, thiên thạch đã nhanh chóng ập tới, thoáng cái đã đến trước mặt hai bố con. Trạm vũ trụ số hiệu Mira lập tức bị phá vỡ, Lyra cũng bị sóng xung kích từ xa ập tới, hất văng xuống sàn. Lyra hoảng hốt liên tục tránh đi, cô cần phải chạy tới bờ biển ngay lập tức. Nhưng đám người hoảng loạn chạy tứ tán xô đẩy nhau, riêng việc đứng vững đã là rất khó khăn rồi. Chiếc thang máy lắc lư rơi xuống bị sóng xung kích hạ gục trong nháy mắt, mà thiên thạch bên ngoài vẫn liên tục rơi xuống. Tòa chung cư nhanh chóng bị ánh lửa bao trùm, cầu thang lắc lư dữ dội. Những người hàng xóm chạy trốn chen chúc với nhau, Lyra đành đi đường tắt, nhảy từ cửa sổ tầng 2 xuống nóc, một chiếc xe mới chạy ra được khỏi tòa chung cư. Nhưng cô chưa kịp phục hồi tinh thần, người phụ nữ bên cạnh đã vội vàng cầu xin cô giúp đỡ. Đứa trẻ bị nhốt trong chiếc ô tô bị hỏng, dựa vào sức của hai người thì cũng không làm được gì. Bỗng lúc này Misha dùng cánh tay cơ khí đấm vỡ cửa kính, cậu tuyệt đối sẽ không vứt bỏ những người thân yêu của mình. Misha kéo Lyra chạy như bay khỏi khu phố, một Misha trước giờ luôn ồn ào thời khắc này lại bình tĩnh trấn định. Cậu liên tục dặn dò Lyra, chúng ta nhất định phải đi cùng nhau, đừng để bị lạc. Nhưng ngay khi bọn họ đang chạy trốn khỏi một trận sóng xung kích khổng lồ, gạch vụn trên đỉnh đầu, thình lình rơi xuống. Trong lúc nguy cấp, Misha không kịp nghĩ nhiều đã đẩy Lyra ra để bảo vệ cô. Còn chưa kịp xác nhận an nguy của Misha, cô đã bị một chiếc xe phi nhanh tới đâm ngất. Hai vợ chồng già nhận ra đã đâm trúng người ta lập tức hoảng loạn, nhưng hai người tốt bụng không hề mặc kệ Lyra ở đó, bà lão còn để chú mèo may mắn yêu quý ở bên cạnh cô. Lúc này giao thông trong thành phố đã vô cùng hỗn loạn, ông lão lái xe tránh lái lách phải, Lyra bị rung chấn kịch liệt trên đường đi đánh thức, nhưng vợ chồng già chưa vui mừng được bao lâu thì bọn họ đã bị kẹt trên đường bởi tai nạn giao thông. Cơn mưa thiên thạch vẫn đang bao trùm thành phố, Lyra hoảng hốt lao vào trung tâm thương mại bên cạnh. Đôi vợ chồng già và đám đông đằng sau đều đã bị chôn vùi trong đống đổ nát bên ngoài tòa nhà, thế giới cũng trở nên hỗn loạn. Lúc này Valeria may mắn sống sót đã tỉnh lại trong bóng tối, loáng thoáng nghe thấy tiếng con gái đang gọi. Mira đã bị hư hỏng nặng nhưng vẫn hoạt động được một phần. Hệ thống AI vẫn dựa vào lượng điện còn sót lại giữ liên lạc với Valeria. Trong phần tổng kết của Mira, Valeria lúc này mới ý thức được các đồng đội đều đã không may gặp nạn, cũng đã có mưa thiên thạch giáng xuống bờ biển Thái Bình Dương. Valeria vội vàng bắt đầu tìm kiếm Lyra. Nhưng đúng lúc này, Alexei cũng hạ lệnh sơ tán cho ông. Thời gian cho Valeria sử dụng tín hiệu của trạm vũ trụ chỉ còn lại hơn 3 tiếng đồng hồ. Ông kêu Mira tìm kiếm vị trí xuất hiện cuối cùng của điện thoại Lyra. Dù làm vậy sẽ hao phí thêm lượng điện của trạm vũ trụ nhưng ông cũng tuyệt đối không cho phép mình phải hối hận lần nữa. Tiếng gọi từng đợt vang lên của bố cuối cùng đã truyền đến bên tai Lyra. Trước mắt ông chỉ có thể nói chuyện với con gái nhờ vào con gấu bông. Tiếc là tín hiệu hiện giờ quá kém, ông cũng không thể dẹp bỏ đống đổ nát bên cạnh Lyra đi được. May mà lúc này đội cứu hộ đã giải cứu Lyra ra ngoài. Lyra thoát khỏi tai nạn, bình tĩnh nhìn quanh thành phố từng quen thuộc đã thành một cảnh hoang tàn. Chính phủ đã cho xây dựng một khu lánh nạn trong trường đại học địa phương, mẹ và bố dưỡng của Lyra vẫn an toàn. Valeria chuyển tín hiệu của con gái cho khu lánh nạn, từ phía người nhà Lyra mới biết hiện tại Ego vẫn đang mất tích. Chỉ có một mình Lyra biết em trai vốn không ở trường học mà đã bị kẹt trong tòa nhà Arapova nơi có thể quan sát sao băng. Valeria đã phân tích qua tòa nhà đó, tòa nhà xưa xây xong có khả năng đổ sụp xuống bất cứ lúc nào. Nhưng Lyra vẫn mặc kệ lời khuyên của bố và nhân viên cứu hộ mà chạy về phía tòa nhà Arapova.
sự dũng cảm của đứa con gái ít nhiều có di truyền từ bố. Trong vũ trụ lúc này, Valeria cũng mặc kệ lời khuyên ngăn của Mira mà kiên quyết muốn ra khỏi tàu làm việc. Lượng điện còn sót lại trong trạm vũ trụ đã sắp cạn kiệt vì cuộc gọi xa xôi của Valeria. Thông tin liên lạc của Valeria với thế giới bên ngoài gần như mất hết. Cabin đặt pin điện đã bị tách xa khỏi trạm làm việc mà ông đang ở. Ông quyết tâm khôi phục lại cung ứng điện ở trạm làm việc để có thể duy trì liên lạc với con gái mình. Lyra liên tục né tránh những viên gạch đổ sập, cuối cùng cũng đến tòa nhà Arapova. Còn bố cô lúc này mỗi bước đi đều phải đề phòng nguy hiểm có thể bất ngờ xảy đến. Những mảnh vụn trôi nổi trong không trung giống như những cánh bướm bị đóng băng. Sau một lúc tìm kiếm, hai người cuối cùng đã tìm thấy mục tiêu của mình. Không gian không ngừng rung chuyển, đổ nát đến mức khiến họ phải phán đoán lại rất nhiều lần. Sau khi kết nối nguồn điện, cuối cùng ông cũng bắt được tín hiệu từ con gái. Lúc này mặc dù Lyra đã tìm thấy em trai của mình nhưng cô không biết phải đi đâu. Dưới sự hướng dẫn của Valeria, hai người men theo khe hở do thiên thạch tạo ra để trở lại đường phố. Ầm một tiếng, tòa nhà sụp đổ, bụi mù mịt bao phủ quanh hai chị em. Con đường trở lại trại tị nạn đã biến thành một mê cung. Nhưng lúc này tín hiệu của trạm vũ trụ vẫn chưa thể được khôi phục hoàn toàn. Valeria chỉ có thể nương theo ánh đèn và còi bên đường để dắt con gái về khu vực an toàn. Ego chú ý đến lời nhắc nhở, cậu dùng ống nhòm quan sát mọi thứ xung quanh, cho dù đó là đèn xe, đèn giao thông hay đèn neon trên đường, tất cả các tín hiệu có thể huy động đều do bố cô điều khiển. Hai chị em cuối cùng cũng thoát khỏi đống đổ nát. Tuy nhiên sóng trước chưa qua, sóng sau đã tới. Còn chưa vui mừng được bao lâu, Misha đã nói cho ông biết rằng một con tàu du lịch bên vịnh đã bị thiên thạch va vào. Và đương nhiên là hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động trên con tàu cũng đã bị hư hại. Một khi tàu phát nổ đủ mạnh, nó sẽ phá hủy nơi trú ẩn. Vừa yên ổn lại gặp phải tai ương, không kịp nghĩ nhiều, cô chỉ muốn đưa em trai mình ra ngoài trước. Cô đã tìm thấy chiếc trực thăng dưới sự hướng dẫn của lực lượng cứu hộ, nhưng chiếc trực thăng đã đè áp và không thể nhận thêm người được nữa. Khi Lyra đang cố gắng giành một vị trí cho em trai mình, Misha bước ra khỏi trực thăng và nhường ghế cho Ego. Hai người từng hứa sẽ không xa nhau cuối cùng lại ôm nhau thật chặt, một hình ảnh cực kỳ đẹp cần được lưu giữ. Cho dù nói gì, Valeria cũng quyết không để con gái mình phải chịu khói lửa thêm lần nữa. Ông ta báo cáo với Alexei rằng tàu du lịch sắp phát nổ, nhưng đội cứu hộ không biết khi nào mới đến và không ai có thể đảm bảo rằng tàu du lịch sẽ không phát nổ trước. Valeria nhiều lần từ bỏ thời điểm tốt nhất để quay trở lại trái đất. Giờ đây ngoài Misha, người có thể giúp đỡ con gái chính là ông ngoài không gian. Cô con gái không chỉ thừa hưởng lòng dũng cảm của bố mình mà còn thừa hưởng tinh thần hy sinh của Valeria. Biết rằng con tàu du hành sắp nổ tung, Lyra không chạy trốn. Cô nói với bố mình qua điện thoại rằng cô muốn giải cứu cả thành phố khỏi vụ nổ. Valeria nghe tin con gái mình sẽ mạo hiểm như thế, ông vô cùng lo lắng, cứ cố gắng thuyết phục con gái mình đừng làm anh hùng. Nghe đến đây, Lyra không thể chịu đựng được nữa. Bố muốn con thấy chết mà không cứu sao? Chẳng lẽ bố muốn con giống bố năm đó đứng ngoài thang máy sao? Con sẽ không bao giờ để đồng bào của mình bị nhấn chìm trong biển lửa đâu. Lyra ném điện thoại của mình xuống biển, Misha lúc này cũng không hề đau đúng. Valeria mất tín hiệu của con gái đành liên lạc với vợ cũ. Đúng như mẹ đứa trẻ nói, bây giờ chỉ có ông là người duy nhất có thể cứu Valeria và tất cả mọi người dân mà thôi. Ngọn lửa trên tàu du lịch đang bùng cháy, Lyra và Misha chèo thuyền chậm rãi đến gần. Trước mặt họ hoàn toàn không còn là một chiếc tàu chở hàng nữa, mà giống như một kho thuốc súng khổng lồ. Con tàu tối om hoàn toàn mất phương hướng. Điện thoại của Valeria lại rơi vào cabin dưới sự hướng dẫn của người bố. Hai người họ từng người một mở van nước của hệ thống phòng cháy chữa cháy. Nhưng tại thời điểm này, pin dự phòng cuối cùng của trạm vũ trụ gần như cạn kiệt. Misha không ngừng tìm kiếm van nước. Lúc này Lyra cũng choáng váng vì cánh cửa bị ngọn lửa lật tung. Trong tích tắc, Lyra đã rơi vào tình trạng nguy kịch, không liên lạc được với bố, cũng không thể cứu được Misha, càng không có cách nào đối mặt với ngọn lửa bập bùng trước mắt. Trong lúc nguy cấp, Aimira đã nhắc nhở Valeria, chỉ cần tắt nguồn của tôi thì bạn sẽ vẫn giữ được liên lạc với trái đất. Valeria không nghĩ rằng trí tuệ nhân tạo lạnh lùng này có thể hiểu được cảm xúc của con người. Ông kể rằng ông đã làm việc ở trạm vũ trụ này 6 năm nay. Tên của Mira xuất phát từ một hệ sao song tinh, trong đó một hành tinh khổng lồ bảo vệ một tiểu hành tinh khác. Nghe đến đây, Mira dường như đã hiểu ra rất nhiều điều, không kìm được hỏi ai đã nghĩ ra một cái tên hay như vậy. Mira sắp hoàn thành sứ mệnh, cuối cùng cũng học được câu nghi vấn để tạm biệt với ông. Cuối cùng cũng nối lại được liên lạc, cô con gái sợ hãi bởi cảnh tượng khủng khiếp trước mắt, hoàn toàn không nghe thấy lời của người bố. Lúc này Valeria phát hiện được cánh tay robot của Mira, ông điều khiển bàn tay robot thông qua các tín hiệu và cuối cùng cảm nhận được khuôn mặt đáng yêu của con gái mình. Ông nói với Lyra rằng mình có thể sẽ không quay trở lại trái đất an toàn. Lyra nắm chặt bàn tay của bố, nói với ông rằng cô vô cùng nhớ bố, thời gian không còn nhiều. Valeria giúp con gái tìm bộ đồ cứu hỏa gần đó, mặc nó lên cô sẽ an toàn vượt qua được ngọn lửa dữ dội phía trước. Trạm vũ trụ lúc này đang dần bị lực hấp dẫn của trái đất hút vào. Một ngọn lửa dữ dội xuất hiện bên ngoài cửa sổ. Nó cũng cháy đến bên cạnh Lyra. Chỉ là lần này hai bố con dường như đang ở bên cạnh nhau và cùng nhau chiến đấu. Trong ngọn lửa họ nắm chặt tay nhau. Bài hát quen thuộc lại vang lên, người phụ nữ anh hùng đã vượt qua số phận của chính mình. Cuối cùng Lyra cũng mở được van nước và tất cả mọi người đều được cứu. Đúng lúc này đội cứu hộ cũng đến trên bầu trời, Valeria và Mira như một ngôi sao băng lướt qua, chiếu sáng cho cô con gái Lyra được giải cứu. Cuộc sống hạnh phúc của Lyra là mong ước lớn nhất của người bố già.
Lera bình an trở về đoàn tụ với gia đình. Ego đeo băng gạc nói với chị gái, thực ra hôm đó ngắm sao băng em đã ước một điều, đó là hy vọng chị sẽ trở về an toàn. Lera cuối cùng cũng nhận ra rằng mọi người xung quanh đều vô cùng yêu thương cô. Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Lera khẽ mỉm cười, hóa ra lại là mọi người, mọi thứ đã trở nên tốt đẹp. Bộ phim đến đây là kết thúc. Bộ phim này có tên là Mira. Câu hỏi kỳ này các bạn đã từng nhìn thấy sao băng chưa? Nếu thấy rồi thì bình luận số 1, chưa từng thấy thì bình luận số 2. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của bọn mình. Xin chào và hẹn gặp lại!